Bác xin chào mừng tất cả các anh chị đến với thế giới hoa hồng Samarkand nha. Một trong những giống hoa hồng bụi đến từ đất nước mặt trời mọc nè, với sắc hoa hồng tím mộng mơ như một lời mời gọi vào thế giới và vẻ đẹp của sự quyến rũ Samarkand ha. Và đứng đầu đó là nhà lai tạo tài ba Takuri Kimura ạ. Và Samarkand được ra mắt vào năm 2022. Không chỉ thu hút bởi chiều cao lý tưởng chỉ từ khoảng 90 cho tới 1m2 mà còn bởi cái màu sắc độc đáo và hương thơm dịu nhẹ. Với Samarkand thì chỉ từ 3 cho đến 5 lớp cánh mỏng thôi, cho nên đó là một cái điều trở ngại nữa mà các anh chị trồng ở khu vực nóng nóng như miền Nam của mình, thì cái form hoa nó sẽ hơi bé lại và cái màu sắc nó chỉ sẽ chuyển sang cái màu hơi nhạt dần nha. Và khi mà nhìn vào màu sắc của Samarkand thì các anh chị sẽ thấy đó là một sự hòa quyện tinh tế giữa màu tím hoa cà và sắc hồng nhẹ, tạo nên một màu áo tím hồng cuốn hút nè. Mỗi cánh hoa uốn lượn nhẹ nhàng tạo thành hình sóng nước êm đềm. Mỗi đóa hoa là một kiệt tác nghệ thuật với vẻ đẹp rất riêng và ấn tượng. Và mùa hè thì Samarkand sẽ chuyển sang màu hồng và tươi tắn hơn. Còn trong những cái mùa khác thì nó sẽ giữ cái vẻ đẹp ổn định của màu tím hoa cà nha. Samarkand thì sẽ không chỉ đẹp mắt mà còn dễ chăm sóc nè, chịu được bóng râm và khả năng chịu nhiệt cũng rất là cao. Một lựa chọn hoàn hảo để giúp cho các anh chị yêu hoa, yêu cuộc sống. Khi mà có hoa hồng Samarkand ở kế bên thì không chỉ là một trong những loại hoa mà còn là một nguồn cảm hứng mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái luôn nha. Một nàng thơ tím dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ ạ. Và chắc chắn thì Samarkand sẽ là một trong những cái điểm nhấn tuyệt vời cho khu vườn của mình đối với các anh chị mà yêu thích những cái lớp hoa cánh mỏng manh và ít cánh ha. Các anh chị nào muốn tham khảo hoặc là ngắm hoa trực tiếp thì có thể tới ngay địa chỉ của vườn, đó là 689 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, vườn hoa hồng Cubita Garden ạ. Và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo để mình có thể ngắm thêm những giống hoa hồng khác nữa nha. Và bé xin chào và hẹn gặp lại ạ.